nói về thần thông mở thiên nhãn thông thiên nhĩ thông. Ở bên Ấn Độ á, có những cái đạo nó có cả trăm cái loại đạo khác nhau, cà na giáo rồi thờ bò thờ chuột gì cũng có. Lý do là vì ở bên Ấn Độ á, khi mà những người mà chỉ cần ngồi thiền một thời gian á, là bắt đầu họ mở nhãn thông ra, họ thấy một con bò đang đi, cái tự nhiên con bò nó xả cái nghiệp nó chết thì con bò nó bay về trời, thì cái họ cho cái đó là cái là về trời, cho nên họ tôn sùng con bò, cho nên bò ở bển không có được ăn, không được giết. Mà cái mà còn những cái đạo giống như họ buông hết, họ cứ ngủ ngoài rơm, thì đó sư phụ đi Ấn Độ thấy thấy mấy người mà không có mặc đồ gì luôn, nghe 100% luôn. Rồi họ cứ ở ngoài đường dơ giấy vậy, mình coi YouTube mình thấy á, nó cũng có lý do của nó, gọi là buông bỏ đó, mà buông này buông quá đáng. Không, buông hết luôn, buông không còn mảnh vải thì cũng không không có cũng được đi, nhưng mà nó khổ. Thì họ về trời, họ những người đó cũng sẽ được về trời, nhưng mà ở tầng nào thôi. Ở trên trời cũng như mình, như chúng ta vậy đó, nhiều nhiều nơi nhiều chỗ. Mấy đứa con mà tu giỏi thành Bồ Tát thành Phật, mấy con lập ra một cái quốc gia riêng ở trên đó cũng được, bầu trời bao la mà, đâu có phải như cái trái đất này có chút xíu mà giành đất lấn dân, giành dân lấn đất với nhau đâu, giành biển rồi đâu. Nên cõi A Di Đà là có thật, ngài thành Phật, ngài lập ra cái cõi đó, rồi ngài có nguyện lực đó, rồi ai khấn về ngài thì về chển. Nhưng mà những cái vị mà được về cõi A Di Đà đó là những vị Bồ Tát, họ có nguyện lực xuống thế gian, họ làm xong là họ giảng sanh họ về. Còn Phật tử kiểu mình á, của thời nay đó, ở trong lòng còn rối loạn suy nghĩ đủ thứ hết, bêu bọt con cháu tài sản. Mà ở trên đó khi mình tưởng ra cái gì là nó hiện ra cái đó nha, mà lên trên đó đó mà cứ tưởng đủ thứ thì nó hiện tùm lum hết trơn, cả cái cõi đó đầy nhóc rồi là không có chỗ chứa nữa đó. Cho nên trển nó phải vô cái bông sen ở hàng tỷ năm trong cái ba, làm cái hộp bông sen, rồi mỗi ngày á, cái bông sen nở ra rồi mình đi học, rồi cái vô tới vô lui cả hàng tỷ năm, còn mình xuống đây có 100 năm mình cũng được đi về như vậy. Thì mình nghĩ 1 tỷ năm với 100 năm cái nào dễ hơn? Hôm nay mình chịu một chút xíu hơi nóng lạnh đói no đi, buồn vui, nhưng mà nếu mà mình giữ được 12 giới của trên đưa xuống là mình cũng được về luôn á, không có tái sanh nữa. Hồi xưa lúc mà còn chùa này, chùa còn sinh hoạt trong này, mấy thầy lớn, mấy hòa thượng lớn á, mà ngồi rảnh rảnh mà ngồi ở đây nè, như những lúc không có Phật tử đó là coi như là sư phụ ngồi chung với sư phụ hiểu nhiều lắm. Có bao nhiêu mấy ông hòa thượng nói, tại sư phụ cũng hiếu kỳ như mọi đứa phải không, hỏi chứ Phật tử với có mấy thầy trên mạng anh nói thấy bông sen rồi thấy giáng sanh rồi có không? Nó làm gì có con, cả mấy hòa thượng lớn còn chưa được thì làm gì có. Cái mình lúc đầu mình mới hỏi, nếu mà mấy thầy mà nói không có giảng sanh, tại sao mấy thầy không lên mạng nói để cho người ta đừng có tốn thời gian này nọ? Cái gì nói ai gan lên nói cái là bị tẩy chay liền sao? Không phải dễ đâu. Cái đó là lời của mấy hòa thượng ngày xưa ngồi nói chuyện với phụ á, phụ nói đây phụ nói có thiệt á, tại phụ nói tên từ mấy ông bự thôi, phụ quen hết mấy ông bự mà. Đó là còn Phật tử ở dưới hàng dưới 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 của mình chỉ là nghe rụp làm theo thôi. Hôm nay phụ nói sự thật, cha lớn nhất trong tất cả các Phật tạo ra cái vũ trụ mình, không phải chỉ có cái trái đất này nha, mà ở ngoài đó có muôn trùng chúng sanh sống ở ngoài những cái hành tinh khác. Nhưng mà mỗi một cái hành tinh á, nó có một cái con người tùy theo cái không khí họ hít thở, giống như như dưới bô họ họ hút cái loại không khí khác thì cơ thể của họ khác. Chỉ có cái loại người xám mà nó đang lãng vảng với mình đó,
là cái gì ở ngoài cái thành tinh của họ đầy rồi, họ muốn tìm một cái nơi để di dân, thì họ mới đi xuống trái đất của mình, họ mới làm bạn với mình. Nhưng mà tất cả ở trên kia họ đều có cái gọi là cái truyền âm với nhau hết, họ không có nói bằng tiếng như mình, họ chỉ cần nhắm mắt truyền âm là họ có thể thông hiểu lẫn nhau, khác hơn người mình dở hơn người ta. Ngồi đông quá. UFO không phải là mấy cái đám chó chăn ở trên Long Sơn lúc mình đi lên mình thấy không, sao cái gì nhỏ nhỏ. Hả? Cái người UFO á. Cái tiếng người ta chít. UFO nó truyền âm bằng cái tâm thức thôi mà. Đa số họ không có nói ra tiếng. Nhưng mà họ cũng chết như mình nữa đó. Cách đây 5-10 năm trước, mấy chư vị của mình á nói cho Hụ biết là có UFO, Hụ mới biết, Hụ mới lên mạng, Hụ mới dám nói. Cái thời đó những cái quốc gia Mỹ đồ còn chưa thừa nhận nữa. Ngồi nó này lên quay phim nữa. Ôi đâu, ngồi nghe thôi có gì đâu nổi tiếng. Đây dù nói này khỏi phải về nhà bỏ lên tivi nói, tiện lợi rẻ tiền luôn, bỏ vô máy bấm cái một. Chạy nắng ha, mấy đệ tử chạy nắng quá, đi dí qua bên đây. Ngay khúc giữa nè, không có nắng hả bà ngồi. Hồ nói mênh mông quá, mấy con muốn hiểu gì hỏi đó. Ai muốn hiểu gì hỏi đó. Sư phụ ơi, hồi nãy sư phụ nói là UFO 16 thì xuống đây rồi, có bao giờ họ chiếm cái trái đất này không sư phụ? Họ không có được làm như vậy. Tại vì cái người gọi là vua của cái hành tinh UFO á, họ không có nhiều tổng thống như mình nha. Họ chỉ có một ông vua thôi, cai quản 22 tỷ người bên đó. Mà một lời nói của một vị đó đó là tất cả họ nghe theo. Còn chúng ta đó, mỗi quốc gia rồi 5-6 màu da, màu đen nữa không, màu vàng nữa không, màu trắng, rồi tướng Á Châu thì mũi tè, mũi dày với không, mắt một mí rồi, đại khái là người Miên là da khác, Phi Châu da khác, Mễ khác, rồi qua tới Đức cũng khác, Anh cũng khác, đại khái Pháp nhìn khác. Thì con người của mình là quá sức nhiều phân biệt. Còn của người ta không có. Một cái vị vua đó đó, họ có thần thông, họ nghe lời của cha, cũng là con của Thượng Đế thôi, Tam Thiên Đại Thiên, cũng họ cũng học Phật. Thì một người đã nói xuống trái đất bảo vệ cái thằng em út khó trị của mày dưới này, cứ bảo quản nó, nếu không là biết bao nhiêu asteroid nó đụng vô trái đất mình chết làm sao, mình không có giữ ô mình chết á. Là họ cũng thừa lệnh của cha để mà coi chừng mình. Chứ giờ con cứ tưởng tượng 200 nguyên thủ quốc gia hiện giờ, cả Putin á muốn bấm nút lắm. Tại cái tự ái ổng bây giờ là giống như người chỉ có năm thứ mà Phật nói, người lì á, đừng đụng với người đó, với người liều á, là hiện giờ nó đang bị liều. Mà nó mà gan mà dám bấm là UFO xỉa một cái laser xuống, ánh sáng xuống là xong. Có một lần ở trên mấy chị vị nói với Thù á, là nếu mà quá đáng á, là ở trên sẽ cho cái ngũ hành này đứng lại, là tất cả không còn gì mà kích động hết, nó sẽ
bóng tối 7 ngày 7 đêm đó. Cho nên sư phụ thường kêu mọi người chuẩn bị đồ ăn trong nhà mình là nó vậy đó. Nếu mà trái đất này mà khó trị quá thì tất cả những tên lửa nuclear war, nuclear bomb hay là vũ khí lợi hại kiểu nào không biết nha, cũng không có activate hết trơn, không có nổ hết trơn. Nên dưới vô là cũng một phần để mà làm cho cái trái đất này trở lại cái thời hòa bình. Bởi vì phụ thường nói không cần biết hiện giờ chi tiết nó diễn biến làm sao, nhưng mà cuối cùng của cái đường hầm này là mình sẽ có một vị giáo chủ Phật Di Lặc ra đời, và trái đất này sẽ không có còn những cái ác, và sẽ không có còn những cái gọi là bất công nữa. Và ai trong con người của mình á, mỗi một người từ ở tầng trời 30 xuống đầu thai cũng mang thân người 150 pound, một người ở cõi địa ngục lên cũng đẹp trai hơn luôn á, mặc áo vest còn đã hơn nữa, cũng 150 pound. Người ở cõi Atula cũng xuống đây 150 pound, cũng mang thân người. Nhưng mà sư phụ muốn cho mấy con hiểu cái thần hồn lại là khác, đúng không? Cái thần hồn của mình là cái trí tuệ, là cái a lại gia thức, nó là từ đâu, cũng y như cái điện thoại của mình. Ở điện thoại con memory con chụp hình gì vô đây, có những người mà mấy đứa nhỏ thì nó là game rồi trong này, nhưng mà có những thằng mà gọi là dân chơi thì nó có những cái video, những cái hình dân chơi. Cho nên mỗi cái điện thoại của chúng ta đều khác nhau, thì cái lại gia thức nó cũng như con sim này vậy đó. Nhưng mà khi mà mang cái uniform thân tứ đại này, đất nước gió lửa đó, ai cũng như ai à, ai ngày cũng hai bữa cơm. Nhưng mà cái lòng tham với cái lòng sân với si với ai nhượng ai mới quan trọng. Cái đó đâu phải dễ làm, đâu phải một đời làm được. Bởi vì con, tại sao con nhìn thấy những đại gia giàu cực kỳ, trong băng có mấy tỷ, nhưng mà kêu họ lấy ra 5-10 ngàn để giúp một người anh em ruột, hay là người khơi sinh, hay là người bà con, bạn gì vậy đi, dễ gì họ chịu làm. Đó là máu huyết của họ. Cái đó không phải là do cái đồng tiền họ có nhiều hay ít, mà do cái tánh nữa đó. Đừng có tưởng mấy người giàu là rộng rãi nha con, không có vụ đó. Chú phụ từ nhỏ đó, lúc mà bảy nhà mà nghèo á, là chú phụ biết nhường cơm cho gia đình ăn. Chứ bây giờ chú phụ ăn cơm chung với bà má. Tại vì mỗi lần mà dọn cơm ra là chú phụ bẽn lẽn đi ra sau giường hai chuối hái ổi ăn, tại nó không có đủ. Mười mấy người mà hỏi đi, tụi nó giờ sống vòng vòng đây nè, sư phụ ba lãnh qua hết rồi đó, có không? Cái đó là do cái tánh của mình từ nhỏ. Ở trên trời, người ở tầng cao á, người ta mang cái trí tuệ xuống. Cái trí tuệ nó sẽ đi với mình vĩnh cửu, từ đời này qua đời khác. Rồi nó học những cái khó khăn của mỗi một đời, rồi nó cộng vô. Thì nó giống như cái memory vậy, expand bự ra. Còn nếu mà mình không học, mình cứ học những cái xấu, thì cái memory xấu nó cũng dẫn đi vô. Thì memory xấu nó sẽ thành một con người thấp hèn hơn. Thí dụ như thằng ham sắc thì kiếp sau á, nó sẽ đầu thai về cái dạng đó. Thằng ham vui về ăn nhậu, nó sẽ đầu thai vào một cái gia đình có cái đó, nó đi theo cái lại gia thức. Còn hôm nay mình học về trời thì mình mang cái đó đi theo, cái kiến thức này đi theo. Nhưng nếu mà mình một đời này mình không về trời với cha mẹ, nhưng mà ít nhiều á, mình cũng có căn bản là bảo đảm lần sau là mình đi luôn. Bởi vì lúc mà mấy vị nói cái núi Thiên Long Sơn, cái cầu thang đi lên mà ai mang họ thiên đời này đó là sẽ được đi đậu hết là vậy đó. Ít nhiều á, hôm nay hụ giao duyên với đống người, rất là đông người, thì hụ đi á là hụ còn làm việc còn dữ hơn nữa.
lúc đó là bay La Đà, đứa nào kêu là bay tới. Hiện bây giờ đã là như vậy rồi. Ban đêm sư phụ ngủ là chiếc thân làm việc tùm lum chỗ à. Lấy cái đó để xích vô để hồi nó nóng nó hết pin á. Để cái này để ngay chỗ ghế con, để trước mặt con đi, nó cũng nghe nó gần gần. Dạ, cho câu hỏi là Nam Mô Dương Phú Quý Di Lạc Phật Dương Phú Quý Phật, cái đó có phải là khi mà Phật Di Lạc ra đời là làm cho tất cả mọi người được giàu có không sư phụ? Dương Phú Quý nghĩa là sao hả sư phụ? Câu này cách đây năm 2015, lúc đó Phật Di Lạc hiện trước mặt sư phụ và cho cái câu đó thì phụ ghi xuống, rồi thành cái câu để khấn ngài trong cái thời này. Thì sư phụ cũng chưa có giải được câu này, nhưng mà chỉ theo cái góc cạnh của sư phụ thôi. Tại ở ngoài này kia nó có những vị Bồ Tát lớn, họ cũng hiểu cái này. Thì là ở vào cái thời vàng kim đó, con người của mình không có khổ như thời nay nữa. Chứ nghĩa là khi Phật Di Lạc ra đời, chúng ta không có ai mà khổ như bây giờ mà cứ lo công ăn việc làm rồi quên đi tâm linh. Tiền không biết đâu có nha, có thể là chắc 6 triệu người mang vô để mà làm cho gia đình mình ở bên Việt Nam á, khá giả hơn thì có thể là nhẹ gánh của mình ở Mỹ không? Đó là cũng là tốt. Nếu mà tất cả di mạch mà vô Việt Nam thì là mình đâu cần phải gửi tiền về nuôi gia đình nữa, là cái phần đó cũng lớn. Hoặc là như trong Sấm Cơ nói là ở dưới núi Cấm có những cái mỏ vàng mỏ ngọc mà của chư vị đã để dành sẵn cho mình, khi mà sau này Minh Vương của nước Việt xuất hiện thì ngài là người sẽ mở ra để mà lo cho dân, thì cũng là một cách làm giàu. Cũng giống như nước Úc, họ có 10-20 triệu dân, nhưng mà dân họ về bảo hiểm này nọ cũng lo đầy đủ, là vì có nhiều cái khoáng sản. Cũng như nước Nga nó giàu là vì nó có cái ống ga rồi dầu hỏa, đúng không? Nước Mỹ nó giàu là do tất cả những trí tuệ trên thế giới gom lại Mỹ. Elon đâu phải người Mỹ, thằng Facebook, thằng Zuckerberg đâu phải người Mỹ, do Thái, đúng không? Là vì hiệp chủng quốc. Cái nước Mỹ không phải là nước Mỹ, nước Mỹ là của mọi da đỏ. Nếu nước Việt mình á, mà biết đưa một người giàu như Elon, mà người Việt mình 6 triệu người, trong đó sư phụ bảo đảm là có trên vài trăm nghìn người rất là siêu trí tuệ, còn ngầu hơn Elon nữa. Nó chế ra Tesla, chế ra SpaceX, thì vô nước Việt mình mỗi một người làm một thứ thôi, con tưởng tượng như thế nào. Nước Mỹ đâu phải là người Mỹ, là tự vì nó có cái hệ thống rất là vững chắc, cho nên người ta gom về đây người ta sống, thì tài sản nó gom lại thôi. Còn nước Việt mình mà mở cổng ra 6 triệu người, con nghĩ nó ghê hồn đến độ nào. Người nào cũng có tài sản, người nào cũng có trí thức, người nào cũng có thể mà chế này chế kia hết. Cũng giống như nữ khoa học gia Dương Nguyệt Ánh gì đó. Rồi cái gì nữa ta, nhưng mình có ông tướng Việt gì nữa đó, thiếu gì, trời ơi, nhân tài đầy hết, chẳng qua là mình không có chưng dụng. Chắc trong đó cũng có một số mấy con đang ngồi đấy vậy. Mà sư phụ thấy mình giỏi nhất là gì trên thế giới hiện giờ không biết không? Đố mấy con á, giỏi nhất hả? No. Trên thế giới hiện giờ bữa hổm sư phụ thấy đứa nào giữa anh em mà có chữ đây nữa con không? Đây đây đứa này giỏi nhất là design cái móng tay. Tại trên thế giới bữa hổm vẽ gì trên đó sư phụ thấy cũng làm mỹ, kỹ thuật cũng ngầu lắm á. Đó phải dễ làm đâu, cũng là một cái năng khiếu.
Ý sư phụ muốn nói thí dụ đây là ở cái môi trường mình như vậy mà mình đã phát triển siêu như vậy rồi, không cần biết cái nghề nó là thấp hay nghề cao, nhưng mà ăn thua là mình ở trên khán đài bơi lớn, mình đánh ping pong hay là mình đánh tennis hay là mình chơi football thôi, thì người Việt mình đều là vượt bậc hết. Ý là sư phụ nói cái chỗ đó, hiểu chưa? Là cái trí tuệ của người Việt siêu như vậy đó. Thì 6 triệu người làm sao mà không đưa nước Việt nhỏ xíu có 100 triệu người lên vượt không gian được. Nó mà vũ ngón tay rồi là cũng siêu rồi. Trên thế giới ai vũ ngón tay giỏi hơn người Việt nè, đúng không? Bây giờ thí dụ thả vô để chế phi thiền thì lúc đó không có nước nào mà chế giỏi hơn nước Việt luôn. Giờ chế di mạch đi, nếu mà nước Việt mà đoàn kết 6 triệu người, bảo đảm là Intel hay là thế MC chế không lại luôn. Ủa nó trúng không? Tại vì là con rồng cháu tiên vậy. Cái trí tuệ của mình là từ vua Thần Nông là ở trên cõi thiên xuống. Mỗi một sắc văn nó đầu thai đi từ một cái nguồn gốc của nó. Mình là người cõi trời xuống, mà người Tàu là người Hoa Hạ đó, họ cứ lấn ép con của Thượng Đế, rồi họ cứ giành đất từ sông Hoàng Hà giành xuống tới cái hình chữ S cái chút xíu bây giờ. Nhưng mà lúc nào cũng quật cường, không bao giờ chịu thua hết. Chẳng qua mình không có cơ hội để mình phát triển. Và đồng thời những cái gì hay của từ thời đó đó, họ sẽ lấy làm lịch sử của họ. Chứ cái người Hoa Hạ là họ ở trên núi, họ làm gì có cái Tết. Mà tại sao trên thế giới nói là Chinese New Year, Tết Tàu, cái đó là Tết Việt. Nhưng mà khi lịch sử họ muốn giết, họ giết gì họ cũng giết hết trơn á. Cái gì hay là họ dành của họ. Quý vị có nghiên cứu như vậy không? Hồi xưa sư phụ không bàn mấy cái này nha. Ở trên trời á, mấy vị mới nhắc sư phụ à, mấy cái này nó là vậy vậy. À, Quảng Đông, Quảng Châu là người Việt, Âu Việt, Lạc Việt. Sau này á, con phải gán để mà cho anh em đoàn kết. Đó là lời của Phật mẫu nói á. Cho nên năm 2018 sư phụ dân cái sớ về trời để mà xin cho cái trái đất mình đừng có bị chiến tranh nguyên tử đó. Rồi sư phụ có đọc trong cái sớ đó đó. Từ đầu cho tới hôm nay sư phụ chỉ có 2 lần dân sớ về trời để mà cầu khấn thôi. Đó là hồi mấy tháng trước là Ukraine sắp sửa bị thất thủ. Và một lần lúc mà sư phụ biết được là con Covid với cái trái bom nguyên tử nó sẽ nổ, là 2 lần sư phụ sao dân sớ về trời là được chư Phật với cha giảm cho cái trái đất này. Còn lần thứ 3 thì không biết nó sẽ ở đâu á.